Thôi để em bật của em cho. Hả? Để em tắt của em. Cô tắt thế này nè, cô tắt. Cô tắt rồi, Tắt con. cô tắt rồi, cô tắt hình em rồi, cô tắt hình em rồi. Cô lên cái gì nữa? Làm huấn luyện viên cho cô, em làm huấn luyện viên cho cô. Nên bánh xe nữa chứ. Đang đi cái bài lăn lưng với vòng cho người đau lưng. Sao chứ không nhưng mà không Lấy một viên gạch kê vào. Hình như mình chưa bấm quay nha ta. Rồi. Nhiều khi mấy cái máy luôn cho nên cứ nhớ cái này là quên cái kia. Đặt vào ngay lưng trên. Đặt. Không buộc cho nên là bị vậy đó. Buộc dây vào thì cho nó chắc chắn hơn. Hai viên mà không không buộc phê pha nha. Hiên ơi, Dạ. Xuống bông xuống tí cho đẹp cô. Anh cũng phải chủ quan đấy. Dưới dưới lên thì Em hút đúng lắm chị ạ. Em xin rồi. Phê pha luôn á Hiền. Đặt đúng vô phê pha. Cô thấy không có mở cái nào mà cô nó an toàn mà nó hiệu quả như cái nào hết trơn. Em Cô đặt tầng bốn chân lên tường rồi Hiên, nhưng mà nó đau lưng, nó không đâu vô trên, nó quá. không vô vai bằng cái này. Chưa đi đâu. Vào cái đường đó này. Chịu khó ăn cũng có lắm. Nhìn ra Hiên. Hiên. Thu tay. Dạ. Nhìn ra. Cô thu tay mà. Thu tay. Hạ khuỷu tay. Nó Có hạ được. Cái này phải hạ khuỷu tay thì nó mới nhỉ. Duỗi cũng được. tức khớp vai. Cái kiểu này là tức khớp vai trái. Đã chưa? Cái này như lúc nãy cô hạ được khuỷu tay đấy, cô đẩy căng duỗi chân luôn cả. Bắt đầu lật lộn này nha, đau quá là lật lộn mắt.
Tức quá đi bà con ơi. Ôi tức quá. Tức quá không chịu nói. Ơi nó ghê luôn á Hiền. Nhưng mà Tức quá bà con ơi, cứu mà kéo tại tí tí nữa. sao gì cười hiền, gì cười cố hiền không. Cô dưới chân cô đang nhắc, cô đang nhắc để đẩy ơi đi. ơi. Rồi đã quá Hiền ơi, thế này đã quá Hiền ơi. Đấy, duỗi căng chân là đẹp cô ạ. Từ từ em à, cho nó đỡ, cho nó mở đó, biên độ rộng chưa, rộng chưa Hiền. Đấy, đẹp mà, Đúng đẹp 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 đẹp. nghe cứu 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 mẹ Nhật ơi, không biết gì tôi không cứu mẹ ra. Thôi xe ra đi con, mẹ đang quay à, con lấy mất hình của mẹ rồi. Em đang bị gấp vì con đã khóc rồi, em chưa biết được. Đấy, tụi ta xem đẹp của Kiều. Có hình như cô Kiều. Ba ngày nó cũng ngủ em cũng buồn cuối. Anh nó say em vô
Anh con của mình mà anh chưa làm như là con của ai ấy. Cũng không thể sao đến là anh chưa thấy con được không nào ở trên đâu đó. đi làm để bế con thì anh lấy sức của mày đi làm nữa đấy. Em ở nhà anh bế con đi, tao cũng buồn quá. Là mình lúc nào em cũng buồn lắm. Con cũng xong thì em sẽ dậy dọn đèn cuốn chiếu nấu ăn Cái cày này nhiều không người thoái hóa đốt sống cổ là không tập em không là cô. em có biết không em để cổ đó Cô nói mà cái nào cũng vậy, bác sĩ giỏi nhất là chính mình, em không biết lắng em nghe cơ thể mình. em thấy bên kim họ bỏ luôn cái cày, họ không cho tập cái cày. lợi ích cái này cũng tốt tuyệt vời lắm, bỏ luôn thì quá tiếc, cho nên mình tập phải lắng nghe cơ thể. Có nhiều nơi họ bỏ bỏ dậy trồng chuối, trồng 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 chuối ấy, nên bị cái cày. Trồng chuối có thể bỏ nếu như tập mà để chấn thương đi chỉnh hình rồi thì Chính không là nên. trồng 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 chuối, trồng kiềng cũng nguy hiểm, trồng kiềng mà ngã là cũng đau cổ. Trồng kiềng nó vào vào nó ghi vào đốt sống cổ nhiều hơn là trồng chuối ấy. Trồng chuối bằng tay nó vào khuỷu tay, tay nó đỡ. Cái cày là tuyệt vời, Sợ cô thấy nó kéo giãn rất là sướng, cho nên đó không vào tùy cái theo mình hay không. này lắm thôi, cứ đi ung dung. Hôm nay chị được nghỉ à? Ừ. Ai đó Thủy hả? Đi đâu? Không, em chồng em. À trời ơi quên bấm, trời ơi điên Cô quên bấm em cái chuỗi cuối cùng mà. sao không, sao cô không để nó quay hẳn một video dài không, cô cho vào cắt, cắt cô cắt được mà. Trời nó dài quá, vô cắt trước nó dài lắm em ơi. Không, dài bao nhiêu cũng cắt được hết mà, cô tua đi. Rồi cô cứ từng đoạn nè. Nãy giờ Em cứ để nguyên một cái video dài xong em thích đoạn nào em cắt. trời ơi tính tập cái chuỗi này xong là nghỉ. Lại coi chưa. Cứ cứ bật đi bật lại nó quên đi. Cô cứ để nguyên một đoạn video dài xong tí cô tua đến cái đoạn đấy cô cắt. Nhìn hấp dẫn quá hả? Nhìn Nhìn Dạ. Nhìn hấp dẫn quá hả? Em vào bộ chị cho cháu đi chữa không? Chị yêu thương quá, cháu không đủ ăn. Thế là chị quấy mãi luôn. Để lên đi cô. Tóc tai nhưng mốt cạo đầu tập cho nó khỏe. Duỗi suối đấy, vào sâu rồi đấy, duỗi thẳng tí nữa, thẳng chân tí nữa, quá đẹp như mẫu rồi. Cái này là một chân co chạm vào tay cũng đẹp cô. Cô đá cái vòng ra xong rồi cô co một chân, cô chạm vào tay ấy, co chân trái đi, cô có đá được cái vòng không? Vâng. Vâng. Không, chạm vào Anh tay biết mà. rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà tính làm một kiểu khác. Tôi Co chân lên không đẹp bằng chạm chân vào tay đâu. Thế nhưng vướng cái vòng. Cô bỏ cái vòng ra đi. Cô bỏ cái vòng ra. biết rồi. À, có cái vòng ép sướng lắm em. Nhưng mà ý là lên ảnh thì bỏ vòng nó đẹp hơn.
giờ bỏ vòng ra cả vấn đề, bỏ nó đi đâu. Cô đá nó sang bên phải, cô gạt nó sang bên phải được không? Có người ở đấy không? Em nhấc vừa thôi. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ duỗi chân ra đi. Em thế đấy. Em đã Cô duỗi được chân trái ra đã. Duỗi chân trái ra rồi mới em nắm co cái chân đã phải. cho rồi Đã. rồi hiểu chưa? Rồi cô mới duỗi chân, duỗi căng được chân trái không? Cái này là phải duỗi chân trái, co chân phải. Không cần nắm đâu cô. Gần chạm thôi cũng được. Miễn là cái chân trái nó duỗi căng. Xong rồi chân phải mình tạm co gần tới tay thôi. Ôi, nó căng thẳng hết sức rồi. Ở đó mà ngồi nói. À, Cô duỗi căng hai chân ra đi, xong cô co được cái chân kia đến đâu thì đến, cô gần chạm vào tay cũng được mà không cần chạm. nó Cái này là để gần người quá đi mà. nói đâu rồi? Không, cô cứ duỗi căng chân phải đi. Rồi, rồi cô mới co cái chân trái vào. Nắm hả? Nắm luôn hả? Mày có lại đây. Thì khi Thôi. nào Mẹ đi bước thôi. Mẹ, mẹ chồng cháu con chứ. Mẹ con thì ốm, phải vào viện nằm. Bố con bé ra thì phải thay lẫn nhau chăm sóc mẹ là được. Thế mẹ ơi, mẹ lại lâu lâu một chút, mẹ cháu con mẹ. Vì có việc viện á. Ờ, không rồi. Thế thì mẹ có một cái lâu lâu chăm cháu, không yên tâm. Để bà thêm cháu bà nào, bà mình gánh nào. Ô, mũi chân hay lắm. Hãy subscribe cho rồi thế kinh nghiệm làm các cụ đấy. Ngày xưa mẹ đẻ anh là muốn các cụ ở nhà không ạ? lần này sai rồi, thì nếu có ai được chết ôi là may là mẹ đi sớm đấy, chứ không anh nhớ anh to toàn những cái đồ chơi luôn thế là vậy. Nguyên không biết sao con ngoại có bị số đẹp không có chuyện là không biết sao mình cũng không có làm được nhưng mà mẹ cũng biết đứng cái đấy con cũng không biết làm thế nào cả mẹ con làm đủ mọi cách rồi thế nhưng mà vẫn không hiệu quả chắc là con trời đang nóng quá con đã không đành quả căng thẳng vừa hơi thiếu ngủ nên là nắng nóng cái gì thiếu ngủ cái gì suốt ngày chúng ta có cái điện thoại ấy nhưng mà sao rồi nó quá rồi ăn gì đấy cũng còn là điều hòa hoàn mát thế không ngày xưa mẹ thế này ăn gì phải bột qua anh có cái quả thanh không muốn luôn. À, về rồi Hiên ơi.